quay trở lại với channel của em. Lâu rồi không làm một vlog chạy xe nói chuyện như thế này ha. Hôm nay 27 Tết đây các bạn. Con đem xe mình đi rửa cái. Cái này cũng lu bu tùm lum thứ quá, nay mới có thời gian rảnh để mà đem xe đi rửa được. Cũng để xe cũng lâu lắm rồi. Xe bây giờ là đóng bụi nó dơ kinh khủng khiếp. Tính ra là cũng phải hơn một tháng rồi đó. Vừa mới lấy xe ra chạy các bạn. Đợt này thì cũng có công việc. Rồi tình hình căng thẳng quá, cũng chả có đi đâu được, không có đi tour được các bạn. Giờ chỉ có loanh quanh thành phố này thôi. Bây giờ kiểu đợi sang năm mọi thứ nó ổn định lại á, vào guồng thì sắp xếp được thời gian thì Quân lại đi tour thôi. Đó là dự tính là như vậy. Nếu như mà trên trong trường hợp là mọi thứ nó thật sự là hoàn hảo, nó thật sự nó đúng như là những cái gì mà mình dự tính. Còn các bạn thì sao? Tết năm nay chuẩn bị tới đâu rồi? Năm vừa rồi là có vẻ là khá là trời trời vất vả đúng không? Mọi thứ giờ nó khó khăn quá khi mà cái kinh tế hiện tại giờ đang đi xuống rồi. Làm cái gì nó cũng khó khăn đó các bạn. Tất cả các ngành nghề đều điêu đứng luôn á. Mình cũng mong là mọi người là sẽ cố gắng nhằm vượt qua được cái khoảng thời gian khủng hoảng này thôi. Nên mình lại tiếp tục với cuộc sống, tiếp tục với công việc và tiếp tục với đam mê. Xe thì ở Thủ Đức thì vẫn là chỗ quen thuộc các bạn. Ở đất cây chỗ luôn hay rửa đó. Năm ngoái rồi có biết cô Khánh này cũng rửa làm muộn đâu. 28, 29 Tết mới nghỉ. Quân đâu biết đi tìm chỗ rửa xe. Tìm sao chạy tuốt xuống dưới Biên Hòa để rửa. Nhớ cái năm vừa rồi là vậy á, trời đất ơi, mà xuống đó rửa xe mà cũng gặp, cũng trời ơi rất hỏi luôn. Các bạn biết cái kiểu mà rửa không chạm không? Là xịt một đống hóa chất lên rồi sau đó là chỉ lấy nước xịt rồi đó, trời thôi rồi. Tôi không hề biết luôn. Bảo lần là rửa quy trình đồ này kia cũng ghê gớm lắm, mình hỏi kỹ lắm kìa. Cái nhờ đâu cái xong rồi đưa xe vô xịt mình mới té ngửa ra. Lúc đó coi như là gọi là cá nằm chín thớt rồi. Rồi ván đóng thành thuyền, gạo nấu thành cơm rồi giờ biết gì sao. Cũng may là mình xuống đó là mình rửa có một lần á.
chứ không thôi là trời, không biết cái xe nó phá sơn xe, nó phá mấy cái lớp xi của xe như thế nào luôn á. Mấy cái hóa chất nó độc lắm á, nó tẩy mạnh lắm, thành thử ra là nó nguy hiểm. Các bạn mà về lâu về dài mà rửa là nó ảnh hưởng đến cái chất lượng sơn gấp rồi đủ hết. Bàn quân rửa đó sao mà cái gấp từ gấp bạc mà nó ố nó luôn mà. À, thì cũng bạn quân cũng là cái đứa giới thiệu quân đó. Đúng là rồi, cảnh báo các bạn vậy thôi. Rồi, đi rửa xe thì cũng đừng có ham rửa nhanh hay là như thế nào, cứ chậm rãi chắc chắn, tìm những chỗ nào mà rửa cho nó kỹ lưỡng các bạn, dùng hóa chất nó đảm bảo an toàn cho xe của mình. Rồi, tới rồi đây. Này nắng quá. Rồi, tối. Ừ, ăn đi, ăn đi. Rửa một tháng rưỡi rồi đó. Đây. Rửa xe để đón Tết các bạn, nhưng mà rửa xong thì cũng chùm mền thôi. Rửa giòn cho nó sạch sẽ đó, về nhà chùm mền đón Tết. Lâu lắm rồi mới nha. Qua đi, qua đi, qua đi, qua đi, qua đi, qua đi. Mình vẫn xách xe như ngày nào. Thật ra xe thì cũng không đi đâu nên cũng không có dơ nhiều các bạn. Chủ yếu là do nó bị bụi thôi. Để ngoài rồi bụi nó bám vào, rồi cọng sên thì nó bị khô quá, rồi bụi nó cũng bám vào thì nó cũng dơ. Chà rửa tí thôi là nó sạch rồi. Rồi thôi. Ok thế ha. Ôi. Xong rồi các bạn. Bây giờ đi về thôi. Rồi, cảm ơn nha, anh về nha. Ồ, êm dữ. Quậy. Này, cảm ơn nha, qua Tết gặp lại. Dạ. Qua Tết gặp lại. Dạ, dạ. Tết vui vẻ nha, Tết vui vẻ. Tết vui vẻ nha. Dạ. Qua cái chuẩn bị thuốc rồi đó.
hơi cứng rồi, 2.8 dữ vậy. Sợ nhất là những người mà chạy xe vậy các bạn. Này là cũng mới nhẹ nhàng thôi chứ trước là quên gặp cái người mà tạt đầu luôn kìa. Ép xe quên luôn á chứ. Bó tay. Không biết rồi. Chạy vậy để làm gì. Nhìn thấy không khí Tết dữ dội luôn chưa. Bông hoa mai dưa hấu đồ. Thank you.
thôi. Trời, cũng không biết nói gì hết trơn các bạn. Chứ càng nói là Quân thì càng thấy mình càng vô chi á. Thôi không có gì nhiều hơn thì xin chúc các bạn có theo dõi kênh của Quân, những bạn mà có coi được cái clip này ha, có một cái Tết thật là đủ đầy, thật là ấm no, vạn sự như ý, mọi thứ mọi việc đều viên mãn hết ha. Chúc các bạn có một năm mới thật là khởi sắc. Rồi, Happy New Year. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ để lại cho một like ha. Và nhớ bấm subscribe kênh của Vương. Quân xin phép được kết thúc video tại đây. Tạm biệt các bạn. Hẹn lại các bạn vào những video sau. Bye bye, bye bye. Đẹp ha. Ui ui nó nóng.